Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày nay thì em sẽ test cho anh em cái chất âm của với một cái cấu hình và em sử dụng một con vang D5 và mic cao cấp gần như nhất của Lới Cao Tích, đó là bộ mic BS850 anh em nhá. Dòng mic cao cấp của Lới Cao Tích dòng này vừa về thôi anh em nhá, dòng mic sự kiện cao cấp cho karaoke cao cấp. Thì mời anh em sẽ thử trải trải nghiệm hai cái hai em sẽ chuyển đổi chế độ anh em nhé. Một là em sẽ hát thử echo, hai là em sẽ alo thử echo và em sẽ alo thử reverb để anh em cùng tham khảo nhé. Ở đây là cái chế độ mà anh em mình nghe đây, 1 2 vừa delay echo vừa reverb anh em nhé. Thì anh em nghe cái chất âm nó rất là hay đúng không? Vừa echo vừa reverb. Được được được. Em ơi xuân đến thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về. Rất hay đấy. Và em sẽ thử một đoạn reverb thôi nhé, chuyển chế độ thôi. Ý à, dù mãi đây anh lại đến. Ê, ê. Anh em nghe cái tiếng gì mà nó rất là đẹp đúng không? 1 2 1 2 5 6 7 8 9. Thì trên con vang D5 cái bản chất là tiếng nó đã rất là hay rồi anh em nhé. Thì cộng với bộ mic nữa. À và anh em hỏi loa dùng loa gì thì em đang sử dụng đôi loa lắc 12 anh em nhé, bát 30, và cặp loa này chỉ với giá là 10 triệu thôi anh em nhé. Đẩy ở đây là HD 410. Đó, thì combo này thì nó cũng loanh quanh cả một chiếc súp 50 bên dưới nữa thì nó loanh quanh tầm khoảng độ 40 triệu anh em nhé, 40 triệu, nó rất là hay. Đó, loanh quanh như vậy. Ê, ê, trên dưới 40 triệu một chút anh em nhé, 40, tầm trên dưới 40 triệu. Ê, ê. 1, 2, thêm tiếng vật rất là đẹp đúng không? Ê, ê. Ở đây là kèm cả kèm đây echo 6, 7, 7, 8, 9, ê, ê, ê. Ok, em sẽ hát thử một đoạn để cho anh em cùng nghe. Với cái con vang, anh em lưu ý nhé, với con vang D5 ở đây thì nó được bảo hành lên tới 3 năm anh em nhé. Được bảo hành lên tới 3 năm. Và mic, đẩy, loa thì tất cả được bảo hành 1 năm. Thì anh em có thể thấy là cái chất âm của nó đưa ra rất là tốt đúng không ạ? Ok, em sẽ hát thử luôn anh em nhé. Một bài. Ok. Ok. 1 2 5 6 7 8 9. Thì rất là dễ hát. Đứng rất là gần loa anh em nhé. Đứng cực kỳ là gần loa. Rồi ngó một ngày sẽ một ngày chinh chiến thiên tà, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây, thét lên rằng với lý hào sâu lũ châu mai với những địa đồi đã bao phen. Máu anh tuôn cho con lại đến mãi bây giờ. Rồi súng đã đầy, ôi xanh nợ sông núi rồi. Anh trở về quê, trở về quê. Rồi anh sẽ
Nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.